Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi dần. Đây là video clip mình tổng hợp tử vi của tháng Đinh Tỵ năm Mậu Tuất 2018 cho tất cả những người tuổi dần. Thì mình đã mỗi tháng thì mình trước khi tháng mới mình đều có những cái tổng hợp về tử vi để mà cảnh báo mọi người rằng tháng này tốt với mọi người hay không và xấu với mọi người hay không. Tuy nhiên cả năm mình cũng đã làm rồi, nhưng mà có vẻ như mọi người muốn được nghe mình lại cho nó chắc ăn hơn thì mình làm. Nhưng mà thí dụ như cả năm thì mình sẽ không làm hết được lục thập hoa giáp, mình có thể làm khoảng được 2-3 chục cái tuổi gì thôi, còn sau đó thì mình làm từng tháng thì mình sẽ làm chi tiết hơn cho những tuổi. Thì đầu tiên hết thì phải nói những người tuổi dần thì phải nói những người tuổi canh dần, sinh năm 1950 ha, người ta gọi là xuất sơn chi hổ, là hổ mà xuống núi đó. Mạng là tùng bách mộc, gỗ của cây tùng. Nam thì cung khôn hành thổ, mà nữ thì cung khảm hành thủy. Tổng năm thì mình đã nói cái tử vi của tổng năm trong cái tháng Bính Thìn rồi. Mình nói sơ thôi chứ không có nói chi tiết cái tuổi canh giờ này. Tuy nhiên cũng sẽ nhắc lại sơ, đó là nam thì sao vân hớn, rối đắm nạn tai, hạn địa võng. Tuy nhiên được vận niên thọ lộng nguyệt, tức là thọ dưỡng trăng, nó vẫn ok. Nữ mạng thì lại dướng sao La Hầu, một cái sao rất xấu cho nam. Nữ thì chịu tác dụng của nó 50%, sẽ gây ra đau ốm và hao tốn tiền bạc. Còn vận niên và hạn thì đều như nhau, tức là hạn địa võng hết. Rồi thì năm nay thì xét chung là năm tam tai, nhưng mà là tam tai năm cuối của người tuổi dần, cho nên nó cũng có những điều gọi là có dần ngọ tuất tam hợp thì nó hóa giải được cái tam tai một cách ổn thỏa. Thì đi sâu vào cái tháng Đinh Tỵ, một cái tháng thổ của một cái tháng thổ nữa của năm Mậu Tuất 2018, thì các anh các chị là mạng mộc gặp tháng thổ là bản mệnh khắc tháng, dễ đề phòng tai nạn. Tuy nhiên có bệnh nặng cũng không nặng, cũng dễ dàng vượt qua, tại vì dù sao cũng bổn mệnh của mình khắc tháng chứ không phải là tháng khắc bổn mệnh, cho nên vẫn có phần hanh thông ha. Thiên can á, đinh canh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên xét về mặt ngũ hành á, thì thiên can là tương khắc, tại vì sao chữ đinh nó thuộc hành hỏa, nhưng mà chữ canh á, của canh dần á, thuộc hành kim, cho nên có thể nói là cái tháng về mặt nạp âm ngũ hành là tháng khắc thiên can, cho nên là tranh chấp dễ xảy ra, tranh chấp dễ xảy ra buồn phiền trong công việc làm ăn. Cho nên là các anh chị cẩn thận, chủ yếu là của những người nữ. Nhưng mà những người nữ của cái tuổi này thì nếu mà sinh năm 1958 thì các chị cũng đã gần về hưu, hoặc là thậm chí là có các chị có người đã về hưu, thì nó cũng không ảnh hưởng lắm ha, cũng tương đối nhẹ nhàng cho các chị. Có tranh chấp đi nữa, nếu mà những người mà làm ăn bên ngoài có tranh chấp đi nữa thì nó cũng không quá lớn lao. Địa chi á, dần với tỵ á, dần thân tỵ, dần tỵ thì thuộc nhóm tự hình, mà ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh. Nhưng như vậy là dần là thuộc mạnh, dần tí sửu dần mẹo thìn về cái tỵ, cho nên là dần là mạnh, cho nên là có thể nói là địa chi của chúng ta là những người lớn ngát. Ngũ hành của địa chi á, lại có một cái điều rất là tốt là dần là thuộc mộc, tỵ là thuộc hỏa, cho nên gọi là thuộc vòng tương sinh mộc hỏa. Cho nên có thể nói là cái ý nghĩa của chữ tự hình này được lại được cái nạp âm ngũ hành tương sinh, thì hy vọng nó sẽ không quá khó khăn, không đem tới chuyện buồn phiền trong gia đạo cho các anh các chị. Mà nặng nhất thì vẫn là các chị, vì các anh năm nay thì tương đối sao nó cũng ok một tí xíu, có sao vân hớn thì nó cũng có rối rắm, nhưng mà không bằng các chị dướng sao La Hầu. Rồi như vậy là đã xong cái người tuổi canh dần. Thì đến những người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, người ta gọi là quá lâm chi hổ, hổ đi qua rừng. Mệnh là kim bạc kim, tức là vàng pha bạc. Nam thì cung khôn hành thổ, nữ thì cung tốn hành mộc. Người mà sinh năm 1962 thì
mình đã nói sơ ở cái tử vi chọn năm ở trong cái clip dành tử vi của tuổi Nhâm Dần tháng Bính Thìn rồi, cho nên là mình sẽ không nhắc lại cho nó cái video nó dài dòng. Thì đầu tiên hết thì như sau, mạng mà của tháng Đinh Tỵ đó là một tháng Mộc, à quên, một tháng Thổ. Các anh các chị mà Nhâm Dần là mệnh Kim, cho nên gọi là Thổ sinh Kim, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe, mà nó còn có ảnh hưởng tốt cho những cái tinh quân ha, nó phát sáng lên, nó làm lu mờ đi những cái tác hại của các phá ngoại tinh có trong tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 đối với năm Mậu Tuất. Riêng về phần địa chi, về phần địa chi thì như thế nào ha, địa chi về bằng thiên can thì thiên can là chữ đinh của Đinh Tỵ, nó hợp với Nhâm, đây là một cái gọi là thiên can ngũ hợp, đây là sự hợp nhân chủ về chữ nhân, cho nên mà họ nói rằng tháng này công việc rất dễ hanh thông, dễ sinh tài lộc, được bản mệnh tương sinh ha, thiên can gặp đinh hợp nhâm, thì rõ ràng là đây là một tháng rất tốt đối với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Địa chi thì cũng giống như những người tuổi Canh Dần, thì Dần Tỵ thuộc nhóm tự hình, sẽ có tiềm ẩn cái sự khó khăn trong gia đạo, không mấy được vui vẻ. Tuy nhiên là Dần Mộc, Dần thì thuộc Mộc, Tỵ thuộc Hỏa, thuộc dòng tương sinh Mộc Hỏa, cho nên là hy vọng nó sẽ không quá khó khăn mà các anh chị có thể vượt qua được. Đối với những người mà Nhâm Dần sinh năm 1962, rõ ràng tháng 4 là một tháng tốt, tốt cho công việc, bổn mạng thì được sinh, các tinh quân trong mạng thì nó được rất là nhiều điều mà tốt đẹp. Thì hỏi sao mà không có được cái sự thắng lợi. Hy vọng rằng là với cái sự tốt đẹp của cái tử vi, các anh các chị có được tiền tài nó tốt đẹp ha. Rồi, người tuổi Dần kế tiếp đó là người Giáp Dần sinh năm 1974, người ta gọi là lập định chi hổ, là hổ tự thân vận động. Mệnh là đại khê thủy, nam thì cung cấn hành thổ, mà nữ thì cung đoài hành kim. Nam Giáp Dần năm nay rất may mắn là được sao Mộc Đức chiếu mệnh, còn nữ thì dướng sao Thủy Diệu. Mình đã làm ở trong cái tử vi chọn năm Mậu Tuất 2018 cho những người Giáp Dần rồi, mình không nhắc lại, thì mình chỉ đi sâu vào tháng Đinh Tỵ thôi. Thì mệnh là tháng này tháng Thổ, gặp mình mệnh thủy là thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh xấu, đề phòng bệnh nạn ảnh hưởng đến công việc, thậm chí là tai nạn, nhưng không quá nặng nề. Thì sao? Tại vì là mình cắt cái người này là đại khê thủy, cho nên là không có sợ cái đất này lắm, không có cái sợ cái thổ này lắm. Rồi thiên can, chữ Giáp đinh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là chữ Giáp hành mộc, đinh hành hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là thuộc cái dòng là tương sinh mộc hỏa, và có thể nói là chữ Giáp là mộc, đinh là hỏa, có thể nói là tương sinh hoặc là sinh xuất. Nhưng mà cái việc mà đúng không, công việc mà mình để mà cái một điều xui thì một cực âm một cực dương vào nhau thì nó vẫn hít nhau, chứ chừng nào mình gặp tương khắc thì mình sợ, còn mà chứ không phải là mạng, cho nên là không phải là bị sinh xuất là mình sợ. Cho nên là có thể nói thiên can có thể gây hao tốn, nhưng đây là sự đầu tư có chủ đích và nằm trong cái sự khống chế của mình. Mình biết cái gì cần chi cũng chi, chứ không phải là mình tới ủa sao mà mình phải chi những cái thứ bất ngờ. Cho nên phải là Giáp Dần trong cái tháng Đinh Tỵ về thiên can rất là ổn ha, chỉ có cái bổn mạng không được ngon lành. Địa chi thì cũng như đã nói, những tuổi Dần trên là Dần Tỵ thì thuộc nhóm tự hình, mà nhắc lại là ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh ha, giữa bên yếu bên mạnh xảy ra cái sự xung đột với nhau. Như vậy thì có thể là gia đạo sẽ có điều rắc rối, nhưng tuy nhiên nó không quá lớn, do là Dần Mộc Tỵ Hỏa thì nó thuộc âm ngũ hành tương hợp, cho nên là sẽ không có quá lớn, cũng dễ dàng vượt qua, không đến nỗi nào mà có những cái mà mình cảm thấy là mình không có vừa lòng. Như vậy là đối với người mà Giáp Dần thì tháng này chủ yếu vẫn là bản mệnh của mình có vấn đề,
Tại sao? Tại vì tháng nó khắc bản mệnh thì rất là dễ bệnh nặng, và đặc biệt là tai nạn nhỏ xảy ra. Người mà mệnh chữ giáp mà con dần á, bổng mạng rất lớn, cho nên gặp tháng và tương khắc này á, thì tương khắc bổng mạng trong cái năm Mậu Tuất này á, thì nó chỉ có khó khăn thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ không nguy nan về bổng mạng. Không dễ gì mà có thể là làm hại được cái người tuổi giáp dần mạng lớn này. Muốn cái mạng, muốn lấy mạng của giáp dần thì rất là khó khăn chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên là yên tâm, không có việc gì. Thiên can thì cho công việc như đã phân tích thì ok, ổn. Chỉ cần để ý là bổn mạng và một chút rắc rối nhỏ của gia đạo, thì người giáp dần đối với tháng 4 thì gọi là trung bình thôi, chứ không thể nào là tốt đẹp được. Cho nên là nhớ cẩn thận. Tuổi dần tiếp theo đó là những người sinh năm 1986, bính dần, sơn lâm chi hổ, tức là hổ ở trong rừng. Mệnh là lưu trung hỏa, lửa trong lò. Nam thì cung khôn hành thổ, mà nữ thì cung khảm hành thủy. Đối với tháng Đinh Tỵ năm Mậu Tuất 2018 này, thì cái người mà người tuổi dần, bính dần này, bính dần mệnh hỏa này, thì như thế nào? Nó như sau. Mạng á, thì là mạng hỏa, gặp tháng thổ, người ta gọi là sinh xuất bản mệnh, theo lẽ là sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên á, là do năm nay là năm hỏa vượng và năm mộc tương sinh mạng cả năm, cho nên là hỏa sinh xuất của tháng này không có gì quá lớn lao đến người bính dần cả. Cho nên có thể nói rằng là mạng của người bính dần này không có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là bệnh hoạn tí xíu nhẹ nhàng ha. Rồi thiên can là bính với đinh, là không có tương xung, không có tương khắc với nhau. Tuy nhiên là bính, cả bính và đinh thì thuộc hành hỏa, cho nên có thể nói là thiên can không bị tương sát, tương xung tương khắc, gặp bính đinh cùng hành hỏa, cho nên là mạng về nạp âm ngũ hành là đồng hàng. Có thể nói là thiên can này sẽ làm tốt cho công việc, mọi việc nó sẽ hanh thông, không có gì là quá to lớn, quá đáng ngại đối với cái người mà bính dần sinh năm 1986 này. Thì chỉ có một điều như vậy, là bính dần á, thì nữ mạng là sao la hầu, cho nên là nữ mạng bính dần năm nay gặp tam tai năm cuối, gặp sao la hầu thì nó không tốt đẹp cho lắm. Sao la hầu của nữ á, thì nó không ảnh hưởng nhiều đến công việc, tuy nhiên nó ảnh hưởng nhiều đến vấn đề sức khỏe. Cho nên mà gặp mà tháng mà sinh xuất bản mệnh như thế này thì là nữ, thì anh cần cẩn thận nhiều thứ. Nếu anh là nữ mạng của bính dần thì phải cẩn thận, chớ để không là có thể là mình sẽ không có bị nguy nan bản mệnh, có thể bệnh nè ha, có thể bị tai nạn trầy xước tay chân, chứ không có quá nặng nề. Tuy nhiên là thôi, lành lặn vẫn tốt hơn là phá quẹt này kia ha. Rồi địa chi thì cũng giống như giáp dần, là thuộc nhóm tự hình, có cái sự xung khắc trong gia đạo, đặc biệt là nữ mạng của tuổi này dưỡng sao la hầu, cho nên là rất là dễ xảy ra xung khắc ha, thì cẩn thận. Rồi người tuổi dần tiếp theo đó là các em tuổi mậu dần sinh năm 1998, người ta gọi là quá sơn chi hổ. Mệnh là thành đầu thổ, đất trên thành. Nam thì cung khôn hành thổ, mà nữ thì cung tốn hành mộc. Ngon lành ha. Rồi ấy thì vận vào tháng Đinh Tỵ của năm Mậu Tuất 2018 đối với cái người mà mậu dần sinh năm 1998 thì nó như sau. Thì mệnh á, là thổ đồng hàng, người ta gọi là mệnh thổ đồng hàng, thì sức khỏe bổn mệnh tốt ha, không có việc gì xảy ra, ok. Thiên can mậu đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên á, là mậu thì thuộc thổ, đinh thuộc hỏa, cho nên là có thể nói là thiên can được tương sinh hỏa thổ sẽ giúp cho công việc suôn sẻ mà nhiều điều tốt lành. Và đối với các em này phần đông thì vẫn còn đi học, sinh năm 98 này vẫn còn đi học, cho nên là không có việc gì mà ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như cái việc đi làm thêm. Mệnh thì được tương sinh rất tốt. Tuy nhiên địa chi thì cũng giống như các tuổi khác, thì bị dần tỵ là thuộc nhóm tự hình,
ha, ý nghĩa của từ thành thì đã giải thích ở trên rồi, nó sẽ là cạnh tranh quấy nhiễu với nhau, cho nên là sẽ không tốt đẹp. Như vậy đối với người mà Mậu Dần sinh năm 1998 thì tháng 4 là một tháng tương đối tốt đẹp về mặt công việc cũng như là bổn mạng. À, có thể mà phải nói là công việc không có việc gì xảy ra, thậm chí là có một chút tiền tài nho nhỏ để vượt qua. Học hành thì ok. À, tháng này là cũng đang chuẩn bị tới cái giai đoạn là thi cử của một số môn, ở kết thúc môn ở đại học, thì các em có được cái sự mà tương sinh về nạp âm ngũ hành hỏa thổ của Mậu và Đinh này thì sẽ hanh thông, nhiều khi sẽ học tủ nó trúng tủ ha. Mạng thì thổ thì đồng hành, thì sức khỏe thì không có vấn đề rồi. À, về mặt địa chi này thì các em còn nhỏ thì chưa có gia đình, thì có thể là gây buồn phiền với người yêu, gây gổ một chút, nhưng mà cuối cùng rồi cũng đâu vào đấy mà thôi. À, như vậy trên đây là cái tử vi của tháng Đinh Tỵ năm 2018, năm Mậu Tuất. À, đối với tất cả những người tuổi Dần, à, có người thì tốt đẹp và cũng có người thì không có may mắn lắm. À, tụ chung tức là những người tuổi Dần ở vào cái tháng Đinh Tỵ này thì vẫn nặng nhất là về phần gia đạo, vì Dần Tỵ là thuộc nhóm tự hình, tuy nhiên nó không quá to lớn để mà xảy ra những cái việc không tốt đẹp. Đặc biệt thì những người nhâm dần thì may mắn hơn ha, có nhiều điều tốt đẹp về tương sinh rồi mọi thứ để mà có thể có tiền tài. Hy vọng với những cái chia sẻ này, tất cả những người tuổi Dần có thể ứng dụng vào cái tháng Đinh Tỵ để mà có một cái tháng tốt đẹp, và tránh được những điều xấu mà có thể trải qua. Ai xem video này thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ để cho nhiều người tuổi Dần được biết cái tử vi tháng Đinh Tỵ, tháng 4 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video về tử vi, về vận hạn của có thể là tuổi của người thân, bạn bè của mình. Nếu như ai mà muốn livestream gặp anh trực tiếp để tư vấn thì xin bấm đăng ký cái kênh mình để ở bên đây để mà đón chờ mình livestream hàng ngày, trả lời với mọi người những cái tử vi về cuộc sống, có thể là trực tiếp ở những cái việc mà nó không chung chung như thế này. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.